Xin chào tất cả bạn. Trong bài học này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách làm sao để tạo một cái composition hay chúng ta gọi là comp trong phần mềm After Effects. Đây là một cái khung để tổng hợp tất cả các video hay tất cả footage của các bạn vào trong một hệ thống để các bạn có thể tiến hành chỉnh sửa hay xây dựng những hệ thống hiệu ứng, kỹ xảo của mình. Đầu tiên thì để tạo một composition, chúng ta có nhiều cách. Cách đầu tiên đó là các bạn có thể vào comp, các bạn chọn new comp ở đây. Như các bạn đã thấy, các bạn chọn new comp hay là phím tắt là Ctrl N, các bạn click chuột vào. Thì trong cái bản comp setting này, các bạn sẽ có một vài thông số như sau. Đầu tiên là tên của cái comp đấy, như ở đây mặc định AI sẽ để sẵn cho các bạn là comp 1. Các bạn có thể đặt tên tùy ý, chẳng hạn như ở đây tôi đặt tên là tạo comp. Ở phía dưới chúng ta có hai mục, hai cái mục đó là Basic hoặc là Expander. Thì ở đây chúng ta sẽ điểm qua một vài mặt, ở đây chúng ta sẽ điểm qua một số thông số chính mà các bạn cần quan tâm. Đầu tiên đó là mục preset. Đầu tiên là mục preset thì các bạn cần chú ý, như ở đây mặc định cái comp này đang là HDTV 1080x25 frame. Các bạn thấy ở đây chúng ta có tương đối nhiều các loại tùy chọn khác nhau, tùy thuộc vào cái chuẩn đầu vào, tức là cái file footage ấy các bạn định làm nó là cái gì. Như ở đây tôi có 4K này, 2K, 1080, 29,97, rất nhiều các chuẩn tùy thuộc vào các bạn. Dòng dưới đây chúng ta có chiều dài và chiều rộng của cái comp đó, tùy vào các bạn thôi, các bạn có thể tùy chỉnh. Nhưng theo tôi khuyên thì các bạn nên sử dụng những cái preset sẵn có ở đây, bởi vì nó sẽ đạt một cái chuẩn mực chung khi các bạn upload lên YouTube hay bất cứ kênh phát video trực tuyến nào, hay là giao file cho khách hàng, hay là để các bạn làm những chương trình phát sóng, thì các bạn đều phải tuân thủ theo những cái quy chuẩn chung này. Ở cái mục tiếp theo mà chúng ta cần chú ý tới đó là cái mục pixel. Ở đây thì các bạn thấy mặc định các bạn nên để cái chuẩn là square pixel, tức là các bạn sẽ không bị một cái viền đen nào cả. Nếu như các bạn ở đây là chúng ta có một vài tùy chọn liên quan đến việc là có viền đen hay không, chẳng hạn như ở đây các bạn chú ý đi chuẩn DVPan này, ngày xưa ấy thì chúng ta chọn cái chuẩn wide là để giả lập HD, hay là anamorphic, tức là các bạn sẽ có một cái đường viền đen rất dài ở hai ở điểm trên và điểm dưới của hình ảnh để giả lập khung của cine. Mặt ở đây chúng mục tiếp theo là mục frame rate. Ở đây tôi để mặc định là 25 frame, các bạn có thể tùy chỉnh lên 30, 50, thậm chí là 60 trên một giây. Resolution, chất lượng ở đây tôi để mặc định là cao nhất, tức là đầy đủ. Mặt khác các bạn có thể chọn những tùy chọn thấp hơn ở đây, như 1/2, 1/3, 1/4 hay 1/5, tùy chỉnh vào cấu hình máy của các bạn. Chúng ta có mục time code bắt đầu. Như ở đây thì các bạn cứ để mặc định là 0 thôi, hoặc các bạn có thể tùy chỉnh vào thời điểm nào đó các bạn muốn bắt đầu. Cái duration này là thời lượng của cái comp này các bạn tạo ra. Thường có nhiều bạn thắc mắc là tại sao cái comp này của em chỉ có đến 20 hay 30 giây mà thôi, hay thậm chí chỉ có 15 giây mà không để kéo dài hơn. Thì cái chỉnh cái thời lượng đấy là các bạn chỉnh ở trong đây, các bạn có thể chỉnh nó thành 1 phút, một thậm chí là 1 tiếng, tùy thuộc vào cái yêu cầu của các bạn. Chẳng hạn ở đây tôi chỉnh nó thành 1 phút. Mục background color này thì để các bạn tùy chỉnh thành cái màu sắc các bạn muốn khi các bạn tạo một cái solid hay là một cái gì đấy thôi. Mục này các bạn có thể để mặc định. Ở cái mục thứ hai, Advanced này, thì chúng ta có một vài thông số như sau. Ở đây là tab liên quan đến việc các bạn tạo đối tượng 3D và các kỹ thuật liên quan đến 3D. Nó liên quan đến hiệu năng của cái card đồ họa mà các bạn sử dụng để có thể thiết lập là Classic 3D hoặc là Ray Check 3D ở đây. Đây là một cái tính năng mới xuất hiện từ phiên bản CS6 trở đi. Còn các phiên bản trước thì chúng ta hầu như là không thấy có sự xuất hiện của cái thông số này. Bên cạnh đó như đấy, sau đó các bạn ấn OK thì các bạn sẽ tạo ra một cái comp mới. Bên cạnh đó các bạn cũng có một cách khác để tạo một cái comp ở trong After Effects, đó là các bạn chỉ việc click chuột vào title này và các bạn kéo thả xuống khu vực này là các bạn có thể tạo một cái comp mới khi các bạn mới mở ra phần mềm After Effects. Đấy là một cách để các bạn tạo comp mà nó đảm bảo hoàn toàn thời lượng các bạn chuẩn chỉ với cái file gốc của các bạn, và các thông số khác đều y nguyên như file gốc mà các bạn import vào. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể tạo một cái comp ở trong phần mềm After Effects. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.